Công Vinh lâu lắm mới vén áo khoe body sáu múi săn chắc, cực phẩm thế này bảo sao bà xã Thủy Tiên mê như điếu đổ? Mới đây, Công Vinh vừa gây bất ngờ với đông đảo người hâm mộ khi lâu lắm rồi mới tự tin vén áo khoe cận body săn chắc, với cơ bụng sáu múi cực phẩm, trăm mỡ thừa. Thần thái của nam cầu thủ trong khung hình beauty mới nhất nhận được dần dần những lời khen ngợi. Công Vinh còn khiến fan thêm phấn khích hơn khi dí dòm đính kèm dòng chú thích: "Trời đổ mưa rồi sao ai chưa đổ anh?" dám đăng ảnh khoe body cực phẩm còn công khai thả thính, nên dưới phần bình luận, netizen dần dần déo tên Thủy Tiên vào xem chồng, Thủy Tiên đã xem, ca sĩ Thủy Tiên ơi vào xem ông xã thả thính kia. Bức hình nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn lượt yêu thích và bình luận từ khán giả, chứng minh công vinh đã không khoe thì thôi chứ khoe lần nào là, lại gây suốt mạng xã hội lần đó. Công vinh lâu lắm mới cởi áo khoe body 6 múi cực phẩm, 0% mỡ thừa. Netizen dần dần phấn khích, không ngừng déo tên Thủy Tiên. Tuy nhiên, đùa vậy thôi chứ Công Vinh xưa nay vẫn luôn là mẫu ông chồng trong truyền thuyết. Không chỉ đẹp trai, tài giỏi, anh còn yêu thương vợ con hết mực. Suốt 10 năm từ khi yêu đến lúc về chung nhà, Thủy Tiên luôn làm khán giả ghen tị vì được Công Vinh yêu chiều. Ngoài việc thường xuyên nấu ăn để đảm bảo dinh dưỡng cho vợ, anh còn là người đồng hành cùng Thủy Tiên từ cuộc sống đến nhiều sự kiện lớn nhỏ của Vbiz bao năm qua vừa có chồng đẹp trai tài giỏi lại yêu thương mình hết mực bảo sao thủy tiên bao năm qua vẫn say công vinh như điếu đổ vừa có chồng đẹp trai tài giỏi lại yêu thương mình hết mực bảo sao thủy tiên bao năm qua vẫn say công vinh như điếu đổ nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất